Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang tiếp tục quay trở lại với vườn mai của anh Tình ở xã Tân Thiện, Chợ Lách, Bến Tre. Hôm nay thì anh Tình tiếp tục chia sẻ cùng quý cô chú anh chị những cây mai thành phẩm chơi Tết 2021 nha quý cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh ạ. Chúc quý cô chú anh chị sẽ tìm được cho mình những cây mai ưng ý nha cô chú. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã yêu thương ủng hộ kênh và ủng hộ cho anh Tình khá là nhiều ạ. Và bây giờ em xin phép được vào clip giới thiệu mai của anh Tình nha quý cô chú anh chị. Rồi em chào anh Tình ơi. Rồi em cũng xin chào kênh Cuộc Sống Hậu Giang thân nha. Chào cô chú anh chị trên tất cả trên cả nước ạ. Thì hôm nay em cũng tiếp tục trở lại kênh Môn Sàn Thơ, không phải Cuộc Sống Hậu Giang á. Thì em cũng lên cái clip tiếp theo nha. Thì cái clip hôm nay thì tính từ cái mã số số 1 nha cô chú. Tính phong số ngày luôn nha. Rồi hôm nay thì em cũng giới thiệu rồi, cũng có hai loại giống rồi cô chú ơi. Thủ Đức với Đa Phúc à. Rồi đầu tiên là một cây Thủ Đức nha. Cây Thủ Đức này em cũng mới ghép được 5,5 nha. Cũng nở luôn, dáng thú luôn nha. Rồi, em này cho anh em tập chơi về chơi luôn. Rồi hoành là 15 nha. Cái cũ là được 28. Chiều, cũng liền mắt ghép hả cô chú anh chị? Chiều cao là 50. Tán ngang là 54. Rồi cây có mã số 1 này em cũng giao lưu là 400 nha. 400k cây mã số 1 dạo Thu Đức nụ cũng khá nhiều nha cô chú. Rồi, em đổi cây luôn nha. Rồi tiếp tiếp tục là mã số 2 là một cây Đa Phúc nha. Hai anh em xong thuộc mã số 2 một cây mai Đa Phúc nha. Một cây dạo Đa Phúc nha quý cô chú anh chị. Cây này mới ghép được khoảng năm luôn cô chú. Tàn tròn cụm luôn cô chú ơi, tàn dù luôn nha cô chú. Phong dù luôn nha, phong dù. Rồi đế não luôn, hai thân luôn. Xong thụ luôn nha. Rồi một củ đế chà bá lửa luôn ha cô chú. Rồi em đo hoành tổng thể luôn. Hoành tổng thể là được 36 nha. Hoành 36. Chiều cao là 73. Tán ngang là 80. Rồi cây có mã số 2 thì em cũng giao lưu rồi, giá là 1,8 triệu nha. 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Cây mã số 2 cây nứt nụ chuẩn Tết luôn nha cô chú anh chị. Tục là mã số 3 một cây mai Thủ Đức 5 mùa nha cô chú. Này cô chú coi cây mà phân biệt nhiều mùa hay không, nhìn cái chọc ghép nha. Rất là to nha cô chú. Cũng đẹp quái quái nữa nha cô chú anh chị. Quành là được 21 nha. Nhưng cái củ đặt, em đo củ đặt ra được 44 nha. Em đo cái chọc ghép lớn nhất. Rồi chọc ghép lớn nhất là được 11 nha cô chú. Dạ, chọc ghép lớn lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao là 111 nha. Tán ngang là 110. Dạ. Kính tàn, dày tàn luôn ha quý cô chú. Dán siêu luôn, củ nở luôn nha. Này khai thác ra thú liền nữa cô chú. Dạ, khai thác ra thú. Rồi cây có mã số 3 thì cây mai Thủ Đức 5 mùa em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 3 triệu nha. Dạ, kính tàn luôn nha quý cô chú anh chị, dày đặc luôn hả cô chú. Rồi 3 triệu đồng cây mai mã số 3 luôn. Tục là mã số 4 nè. Dạ, mã cái, số 4 cái chú anh chị, một cây dáng trực. Cái dạng tôi dần giả lấy. Giả Thủ Đức luôn hả anh Tình? Này cái này giả Thủ Đức em ghép được 2,5 năm nha. Cái này thì dáng cũng hơi siêu mà nó cũng chật luôn nha. Này một thân một cốt luôn. Rồi hoành gần được 16. Dạ, hoành 16. Một mắt ghép nhưng mà lớn hết theo cô chú anh chị nha. Chiều cao là 79. Tán ngang là 60. Rồi cây có mã số 4 em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 500 nha.
toàn quốc luôn anh Trình ha. À, rồi tiếp tục em lên cây mai Thủ Đức được cũng được 5 mùa luôn nha cô chú. Cây này nó cũng liền đầu luôn rồi. Mã số 6 nha quý cô chú anh. Cây này nó nhỏ nhưng mà nhìn cái đế rất là đẹp nha. Quá dị nha. Rồi đế thì cưng lắm nè cô chú anh chị ha. Chọc tép. Quái hay cô chú anh chị. Chọc ghép rất là to nha. Rồi em đo hoành luôn. Hoành được 13 nha. Dạ. Em đo cái chọc ghép, được 10 nha cô chú. Rất là to nè. Chiều cao là 94 nha. Tán ngang là 85. Rồi cây có mã số 5. Em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 1,2 triệu nha. Dạ 1,200,000 cây mã số 5, cây siêu nụ luôn hết cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp cây nha. Cây dạo Thủ Đức. Rồi, em đổi cây luôn. Tục là cây mai Thủ Đức cũng được này cũng được tầm 4 mùa rưỡi 5 mùa cô chú. Gắt tột gắt nó liền hết luôn nha. Dù đẹp luôn hết cô chú anh chị, toàn dù đẹp nha cô chú. Đế đều 24 giờ luôn nha. Dạ. Rồi đo hoành luôn. Hoành là được 21 nha. Dạ. Tổng nội đế là được 55 nha. Dạ 55 hết cô chú. Chiều cao là 100. Rồi liền bắt ghép luôn. Tán ngang gà được 97. Rồi cây có mã số 6, em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 1,3 triệu luôn nha. 1,300,000 mã số 6 phải không ạ? À, mã số 6. Quá trời nụ luôn hết quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây luôn nha. Dạ. Liền bắt ghép cỡ ngón tay cái ngón chân hơn hết cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số 7, là một cây mai Thủ Đức được 2 năm rưỡi luôn nha chú. Cây mai dáng siêu nha. Cái này là hàng bonsai để bàn luôn. Thú bò luôn. Rồi em đo hoành luôn. Hoành là được 15 nha. Em đo đường kính bầu được 27 nha. Chiều cao được 53. Tán ngang được 57. Rồi cây có mã số 7 em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 450 nha. Dạ 450.000 thôi nha quý cô chú anh. Rồi, chị em xin phép đổi cây luôn. Siêu nụ. Rồi em cũng tiếp tục lên cây mai Đa Phúc nha. Dạ. Số 8 nha, cây mai Đa Phúc nha. Đế đều 24 giờ luôn, nhắn siêu luôn chú. Cây này thì em muốn ghép được 5 nhưng mà nó cây mai cũng nở nha. Rồi em đo hoành luôn. Hoành là được 31 nha. Dạ. Đo củ đặt là được 74 nha. Rồi chiều cao là 90. Tán ngang là 88. Rồi cây có mã số 8 em cũng giao lưu của chú anh chị, giá 2,5 triệu nha. 2,500,000 nha cô chú anh chị. Cái này bo ghép được 5 bo ghép nhưng mà liền cũng khá hay cô chú anh chị. Nụ quá trời nhiều luôn. Cây này mình Tết mình chơi mình rồi mình chuẩn mình lấy bo cũng được nha. Nút nụ này là Tết ra bông chuẩn luôn nha. Rồi. Cô chú. Dạ rồi, đợi cây giùm em luôn. Qua kia luôn. Dạ tiếp theo là mã số 9 nha quý cô chú. Mã số 9 là cũng là cây mai Thủ Đức ghép được 2 năm rưỡi luôn cô chú. Nhưng mà chầu cọc ghép rất là lớn nha, một thân một cốt luôn, dán siêu luôn nè. Vô dây chỉnh sửa tàn sẵn cho mình luôn hết với cô chú anh chị. Cây này củ đế nó cũng kha cũng quái nha, cũng có duyên nha. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà quái nha cô chú anh chị, nó quặn dặn dịu luôn. Rồi em đo hoành luôn. Rồi hoành của em nó được 11 nha cô chú. Dạ. Củ đế này cũng ấy mà đo được. Rồi chiều cao là 76. Tán ngang được 55. Này nụ siêu nụ luôn nha. Cái bo ghép là lớn hơn cô chú anh chị cỡ ngón chân cái mình luôn rồi. Bo ghép sắp liền luôn. Rồi cây có mã số 9 em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 500 nha. Dạ rồi 500,000 mã số 9 nha quý cô chú. Rồi em xin phép đổi cây luôn. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cây mai Thủ Đức ghép được 3 năm rưỡi luôn nha. Hồi tàn khá lớn nha quý cô chú anh chị. Cái dàn này nó bo rất là lớn nha cô chú. Nó sắp liền hết luôn. Này ghép được 2 bo lớn nha. Dán cũng cưng cưng hết cô chú.
rồi, hoành hoành là được 13 rưỡi. Em đo đường kính bầu nó được 31 nha. Bo ghép cả ngón chân luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 100. Dáng thú nằm luôn. Tán ngang cũng 105 nha. Rồi cây có mã số 10 này em cũng giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu rưỡi nha. Dạ 1 triệu 500 ngàn nha quý cô chú anh chị ơi. Cây quá trời xin đủ luôn nha cô chú, chuẩn Tết cho mình chơi 2021 luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 11 là một cây mai Thủ Đức 5 mùa luôn cô chú. Cái này bo ghép rất là to nha. Dày lá nữa nha, dày lắp lá luôn nha cô chú anh chị. Siêu nụ kính tàn. Chơi Tết này mà nở bông một cái là rực rỡ luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này nó 5 mùa là nụ dữ dằn lắm nha. Rồi. Em đo hoành luôn. Rồi hoành cũng thấy cưng lắm nha cô chú. Rồi hoành là được 20 nha. Dạ. Củ đế đặt là được 40. Dạ rồi. Rồi em đo chiều cao luôn. Chiều cao là 107 nha. Rồi 107 chiều cao nha cô chú. Tán ngang, 114. Bo ghép này cả ngón chân luôn nha quý cô chú anh chị, liền hết rồi. Rồi cây có mã số 11 em cũng giao lưu cô chú anh chị là giá 2 triệu rưỡi nha. Rồi đổi cây giùm em nha, một cây 2,5 triệu. Mã số 11 nha. Rồi em tục mã số 12 là một cây mai Thủ Đức được 2,5 năm luôn nha. Một cây mai lên hiện tượng lên xù luôn nha cô chú. Niên con thú luôn nha. Thú cưng luôn cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp cây nha. Cái da nó sần sùi hết thấy cô chú anh chị. Dán thú nằm ngồi luôn, khum khum luôn. Rồi em đâu hoành luôn. Cái này là thích hợp cho môn xa luôn, chiều cao cho hoành là 16 nha. Dạ. Mình cái đích được 24. Quá trời đích. Đích dạng 24 luôn. Rồi, chiều cao là được 69. Tán ngang là được 60. Liền luôn hết cô chú anh chị. Rồi, cây này em cũng giao lưu của chú anh chị là giá là 650 nha. Dạ. Đế thú luôn nha quý cô chú. Rồi dạ, em xin rồi. Phép đổi cây luôn. Rồi tiếp tục rồi, cây mai Thủ Đức được 3 mùa rưỡi luôn nha chú. Rồi, mã số 10 à. 13. 13 nha. Không phải không? 13. 13 phải không ạ? Đúng rồi, 13. Rồi tiếp tục mã số 13 nha chú. 13 nha quý cô chú anh chị, mã số 13 một cây giảo Thủ Đức tàn dụ tròn đều luôn nha cô chú. Rồi cây này đế cũng quái nha. Cũng là thú cưng ha cô chú anh chị mà không biết thú gì mà nó dẫn cho mông. Rồi em đâu hoành đó. Cái này đóng gông thôi chứ nó không có gì cô chú, tại phân khuốc á. Nên mình chà ra là sáng cây luôn ha cô chú. Rồi hoành là được 13 rưỡi nha. Dạ. Mình cũng nó đặt là được 35 nha. Rồi. Chiều cao là được 60 nha. Tán ngang rồi được 83. Rồi cây có mã số 13 em muốn giao lưu của chú anh chị là giá là 1,1 triệu nha. 1,100,000 mã số 13. Rồi. Tục là mã số 14 là một cây mai Thủ Đức được 2,5 năm luôn nha. Cây này nó liền đầu luôn của chú ơi. Này hàng này mình anh em mà mới tập chơi mua về mình chơi nó cũng cục. Rồi em đo hoành vị trí nhỏ nhất là được 9 nha. Xuống cái này được 15. Liền luôn nha cô chú anh chị. Cái này cho khoảng 9-10, bao ghép khoảng 9-10. Chiều cao được 60. Tán ngang là được 57 nha. Quá trời nụ luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cây có mã số 14 em cũng giao lưu cô chú anh chị là giá 450 nha. Dạ 450 ngàn. Rồi em xin phép đổi cây luôn. Cầm lấy cây đó cuối. Rồi tiếp tục là mã số 15 là một cây mai Thủ Đức được 5 mùa luôn nha. À, một cây lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Cây đế nơm mình găng luôn. Cây dù luôn, cây tàn dù luôn.
đế cũng khá khá đế nha cô chú anh chị. Rồi em thu hoành luôn. Hoành là được 25 nha. Dạ, hoành được 25. Ba xích chín này được 40-41 nha. Dạ. Cái này cũng chơi phong dù, phát thân cao cũng được á. Chơi bay phòng tầm cao luôn. Rồi, cà chiều chiều cao là được 103 nha. Tán ngang là được tán tầng 3 dài là nó được 115 nha. Tàn ngang là được 90. Rồi, đây liền mắt ghép hết nha cô chú chị. Mắt ghép lớn hết rồi. Rồi cây này, cây mã số 15 em cũng giao lưu cô chú anh chị, giá là 3,5 triệu nha. Quá trời nụ luôn nha quý cô chú anh chị. 3,5 triệu. Rồi em xin phép đổi cây luôn nha. Rồi tiếp tục là cây mai được 3,5 năm nha, cây mai Thủ Đức luôn. Chảnh đuôi luôn ha. Cái đế này cũng hơi cưng nè. À. Rồi, bonsai mini để bà luôn ha cô chú anh chị. Ở này không mini được, ở này lớn rồi. Rồi, em đo hoành luôn. Hoành được 14 nha. Dạ, hoành 14 nha cô chú. Chiều dài cái ghế là được 21 nha. Chiều cao là được 78. Tán ngang là được 88 nha. Rồi cây có mã số 16 em cũng giao lưu cô chú anh chị cũng giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu nha cô chú anh chị, đế quái đẹp luôn nha quý cô chú. Rồi em xin phép đổi cây luôn. À, hàng này là chuẩn Tết siêu nụ luôn nha quý cô chú anh chị. cây đó bác gọi em ơi. Mã số 17. 17 nha cô chú anh chị. 17 là một cây mai Thủ Đức nha. Dạ, một cây mai Thủ Đức dáng hơi siêu siêu. Em ghép cũng được 2,5 năm đúng nha. Rồi hoành là được 16 nha. Dạ, hoành 16. Chiều cao 80. Tán ngang được 50. Rồi cây có mã số 17 em cũng giao lưu cô chú anh chị giá là 450 nha. Cây nào cũng ghép liền mắt ghép hết trơn hết cô chú anh chị thì nụ thì siêu nụ luôn. 450k cô chú. Dạ, 450 nha cô chú anh chị. Rồi. Ơi. Tiếp tục là mã số 18 cây mai Thủ Đức được 3,5 luôn nha. Hàng này đế ghép con người chú. Rồi, một cây dáng là bye bye luôn anh tỉnh ha. Cái này mình về mình chơi năm sau cái mình chơi lại thế bay nha. Cây này hoành nhỏ nhưng mà được cái già mùa với đế đẹp nha cô chú. Chỗ này là cỡ bằng ngón chân cái luôn nha cô chú. Rồi hoành nó được 12 nha. Dạ. Rồi chiều cao là được 75. Cái này mình chơi phong hai theo hai thế cách chơi nha. Bay cũng được, mình chơi phong dù phong ái cũng được, thông cũng được. Rồi chiều dài của thằng bay là được 105 nha. Rồi 105. Cái này giao lưu nhiêu anh ha? Rồi cây này em giao lưu rồi giá là 1,3 triệu nha. Rồi, 1,3 triệu một cây rất là đẹp nha quý cô chú. Rồi, tiếp tục là mã số 19. Là một cây mai Thủ Đức luôn nha, rồi. Ghép được 2,5 năm luôn. Cây này cũng một thân một cốt luôn nha, dáng chật nha. Đế cũng khá thế cô chú. Da cũng sẵn hết rồi cô chú. Dạ, cây rồi. Rồi, em đo hoành luôn. Hoành nó được 15 nha. Rồi. Chiều cao là được 71. Tán ngang rồi được 59 nha. Rồi cây có mã số 19 em cũng giao lưu rồi giá cũng là 500 nha cô chú. 500 ngàn nha quý cô chú anh chị, mã số 19. Đây nè mọi người. Rồi. Tiếp theo là mã số 20 nha quý cô chú anh chị. Mã số 20 là một cây mai Thủ Đức được 3,5 năm luôn nha. Một cây bàn tròn lụm luôn cô chú anh chị ơi. Cây này đế cũng quái nha. Trời rảnh ghê. Này quái vậy thì cây cô chú anh chị. Rồi em đã hoành luôn. Hoành được 14 nha cô chú. Dạ. Đế quái nha. Có cái cọng rễ rảnh. Rồi chiều cao được 80.
tán ngang là được 99 nha. Rồi cây có mã số 20 em cũng giao lưu cô chú anh chị cũng là giá là 1,3 triệu luôn nha. Dạ 1,3 triệu nha cô chú anh chị, quá trời nụ luôn. Cái vàng này đế ghép luôn nha chú. Dạ nụ này cũng tết luôn chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây luôn. 3, 2 cây đó với cây đó được không? Em là mã số 21. 21 nha quý cô chú anh chị. Là một cây mai gốc nhất luôn nha cô chú. Dạ mai giả Thủ Đức luôn á anh Thành ha. À giả Thủ Đức luôn. Vắng lông luôn nha. Toàn một cốt luôn nha, liền đầu luôn nha cô chú. Rồi, chiều cao là được 78 nha. Tán ngang là được 58 nữa, quên đo hoành. Đo hoành chỗ này, hoành này là được 9 nha. Dạ. Rồi. Nhỏ nhưng mà tàn cũng khá hay cô chú anh chị. Rồi cây mã số 21 em cũng giao lưu cô chú anh chị cũng là giá là 450 nha. Dạ. Rồi em xin phép. 450 ngàn thôi. Cây này thôi. Rồi mã số 22 là một cây mai Thủ Đức cũng 2 mùa luôn nha cô chú, 2 mùa rưỡi nha. Dạ. Quên em lộn. 2 mùa rưỡi. Cây này để đế cũng khá ngay cô chú. Nó da nó lên sần xùi hết luôn cô chú anh chị. Một mắt ghép nhưng mà lớn hết rồi. Rồi hoành là được 12 nha. Chiều cao là được 72. Tán ngang là được 49. Rồi cây có mã số 22 em muốn giao lưu cô chú anh chị là giá là 400 nha. Rồi 400k nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tục là mã số 23 cũng là mã cây mai cuối cùng nha, mã số cuối cùng nha cô chú. Một cây bay luôn cô chú anh chị ơi. Một cây rắn thú bay luôn nha. Có đuôi luôn người chú. Cây này em ghép được 3 bo nha. Một cây mai giả Thủ Đức dán bay luôn nha cô chú. Rồi quá trời không thấy cái đế luôn, nó lùng dữ. Rồi một con thú nằm về ườn luôn thấy cô chú anh chị. Rồi em hoành nó được 13 nha. Dạ. Nhìn con thú dài. Ra được 25 nha. Rồi bao ghép khá ha cô chú anh chị, liền hết rồi. Chiều bay là 110 nha. Nụ, chưa nụ luôn. Tán ngang ra được 80. Rồi. Cây mã số 23 một cây mai cuối cùng em cũng giao lưu cô chú anh chị giá là 2 triệu nha. Dạ 2 triệu một cây giả Thủ Đức dán bay nha cô chú anh chị. Rồi. Thì cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú nãy giờ cũng theo dõi clip của em. Thì em cũng xin chúc cô chú một ngày hạnh phúc. Rồi em cũng xin chào, hẹn gặp lại những clip sau nha cô chú. Rồi em cũng cảm ơn. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những clip sau. Chúc quý cô chú anh chị sẽ tìm được cho mình những cây mai đẹp ưng ý nha quý cô chú.